Đón ngư dân gặp nạn về từ Trường Sa, Chí ơi, sao bà con họ về mà con chẳng thấy." Đứng lặng lẽ ở một góc sân hội trường, chi đội kiểm ngư số 3, gia đình ngư dân Đoàn Văn Chí khóc thút thít khi Chí không nằm trong số những ngư dân may mắn trở về. 14 giờ ngày 20 tháng 10, sau 4 ngày đạp sóng ra Trường Sa, Tàu 467 Hải quân mang sứ mệnh cứu hộ, cứu nạn ngư dân trên hai tàu cá bị chìm ngoài khơi, cập cảng Chi, đội kiểm ngư số 3, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Thời khắc con tàu Hải quân cập cảng, những giọt nước mắt đã lan dài trên đôi gò bá sạm đen của các ngư dân, của người thân và cả bà con trong vùng tập trung từ rất sớm để đón những người vừa thoát nạn từ ngoài khơi trở về đứng lặng lẽ ở một góc sân hội trường chi đội kiểm ngư số 3, gia đình ngư dân Đoàn Văn Chí, chú tại xã Tam Quang, khóc thút thít khi Chí không nằm trong số những ngư dân may mắn trở về. Tiếng gào khóc, "Chí ơi, sao bà con họ về mà con chẳng thấy? Chí ơi!" khiến nhiều người quặn thắt tâm can. Cơn lốc an nghiệt nhấn chìm tàu cá trong 2 phút. Tàu cứu hộ vừa neo vào chân cảng, ông Lương Văn Trọng, một trong số 54 ngư dân hành nghề trên tàu QNA 90129TS bị lốc xoáy đánh chìm, khiến 12 người mất tích, hai thuyền viên không qua khỏi, mượn điện thoại báo tin cho gia đình với vỏn vẹn một câu ngắn gọn. Tôi về rồi, cả nhà yên tâm. Vừa tắt cuộc gọi, giọng của ông Trọng bỗng nghẹn nghẹn. Gương mặt của ông cũng trở nên đượm buồn khi dòng ánh nhìn về khơi xa, nơi 12 bạn thuyền của ông đang không rõ ra sao. Tôi và 39 người trên tàu may mắn thoát nạn trong vụ chìm tàu oan nghiệt, nhưng hai bạn thuyền của tôi đã tử nạn. Ngoài khơi, nhiều ngư dân còn bặt vô âm tín ở trùng khơi. Chưa có chuyến đi nào mà khi trở về, tôi và nhiều anh em khác lại buồn vui lẫn lộn như ngày hôm nay. Mừng vì mình còn giữ được mạng sống để đoàn tụ với vợ con, nhưng cũng rất đau khi bạn thuyền của mình lành ít giữ nhiều. Ông Trọng buồn bã, nói là một trong số những ngư dân sớm rời khỏi tàu cứu hộ và di chuyển ra xe để đi về khu vực hội trường tri hội tiềm ngư số 3, nơi mà vợ cùng người thân đang ngóng đợi. Thuyền trưởng tàu QNA 90129 TS Lương Văn Viên, chú tại xã Tam Giang không thể kìm nén được hai hàng nước mắt lăn dài. Đến khi gặp vợ và nhận được sự động viên an ủi, vị thuyền trưởng có hơn 30 năm chinh chiến ở Hoàng Sa, Trường Sa vẫn òa khóc nước nở. Bốn ngày qua, tôi đau như cắt, chẳng thể nào chớp mắt nổi khi nghĩ đến hai thuyền viên của mình tử nạn và 12 ngư dân khác còn mất tích. Cơn lốc an nghiệt đã khiến chúng tôi ám ảnh, đau xót khôn nguôi. Ông Viên bộc bạch và bàng hoàng nhớ lại thời khắc chìm tàu. Theo vị thuyền trưởng, hôm 16 tháng 10, khi trời vừa sầm tối, khu vực tàu ông đang lênh đênh chỉ xuất hiện mưa lất phất, gió nhẹ. Nào ngờ, tầm 19 giờ 30 phút, lốc xoáy nổi lên và chẳng mấy chốc nhấn chìm tàu cá. Nhắc đến đây, vị thuyền trưởng dù dày dạn kinh nghiệm, song cũng không chống lại nổi thời tiết khắc nghiệt kể. Lúc này sau khi ăn tối, một nhóm ngư dân nằm nghỉ, số còn lại ngồi uống nước trò chuyện. Khi tàu bắt đầu có dấu hiệu lật nghiêng, tôi đã hô hoán mọi người tìm cách thoát nạn. Trong vòng 2 phút, tàu chìm nghỉm giữa màn đêm. Tôi và những ngư dân ôm được thúng chai bơi vào làn nước lạnh buốt, suốt 3 tiếng đồng hồ thì may mắn được tàu bạn ứng cứu. Đây là lần thứ 3 trong vòng 4 năm tàu của tôi lâm nạn khi vươn khơi đánh bắt Tuy nhiên, ở hai lần bị hỏng máy và tàu hàng đâm, các ngư dân trên tàu vẫn bình an vô sự, nhờ sự ứng cứu kịp thời của tàu bạn. Tiếp lời thuyền trưởng Lương Văn Viên, anh Phan Thanh Trung, thuyền viên hành nghề trên tàu QNA90129TS vẫn nhớ như in thời khắc tàu bị gió lốc đánh úp. Tôi cùng ba anh em khác đang nghỉ ngơi thì giật mình bởi gió mạnh nổi lên trong khi tôi cùng em ruột của mình bám được chiếc thúng chai lật ngửa và đã thoát khỏi nạn trong gang tấc, thì hai người còn lại mất tích theo phần lớn các ngư dân nằm ngủ lúc tàu bị lật. Anh Trung thuật lại. Giọt nước mắt trùng phùng. Có mặt ở hội trường Chi, đội kiểm ngư số 3, từ sớm. Chị Trần Thị Hằng, vợ ngư dân Phạm Văn Lâm, hành nghề trên tàu QNA 90129TS bật khóc nước nở. Sáng ngày 19 tháng 10, tôi nhận tin tàu anh Lâm gặp nạn và ngất lịm. Khi bình tĩnh, hay tin là anh là một trong số những ngư dân còn sống, tôi như vỡ òa. Mấy ngày qua, tôi không thể chợp mắt được, cứ đứng ngồi không yên, lo cho chồng. Chiều nay, nghe thông báo anh sẽ được đưa về tới đất liền, tôi nhờ người thân trở đến chi đội kiểm ngư số 3 để đón anh về. Chị Hằng xúc động, nói, và ngay khi gặp được chồng mình, chị lại khóc nấc vì niềm hạnh phúc vô bờ và trong giây phút các ngư dân trở về trong vòng tay yêu thương của người thân chúng tôi đã chứng kiến vô vàn những hình ảnh xúc động đó là đôi tay ghi chặt của người vợ ở xã tam giang bấu víu lấy áo chồng khi ngư dân này vừa bước xuống xe đó là những giọt nước mắt lăn dài của cha mẹ người anh người chị đón con em mình trở về Bà Đinh Thị Lệ, mẹ của ngư dân Lê Xuân Phong, thuyền viên hành nghề trên tàu QNA 90927TS cho hay, kể từ thời điểm đón nhận hung tin tàu bị chìm, bà thấp thỏm không yên. Phong đi biển từ năm 18 tuổi, ở nhà có vợ và hai con nhỏ, đứa nhỏ nhất năm nay mới được 10 tuổi, vì vậy hôm nghe hung tin tôi rất sợ các cháu mình sẽ mồ côi, đặc biệt là đứa nhỏ còn chưa được gặp mặt cha. Bà Lệ giải bày và không giấu nổi niềm vui, vỡ ỏa khi chiều nay con trai của mình đã về tới đất liền an toàn, kết thúc hành trình vươn khơi đầy bão táp. Bên cạnh những giọt nước mắt hạnh phúc của thân nhân, ngư dân còn sống, là tiếng khóc xé lòng của người mẹ, người chị, người cha của thuyền viên không may tử nạn và mất tích. Như tin đã đưa thì khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16 tháng 10, tàu cá QNA901 29 TS trên tàu có 54 ngư dân đang hoạt động ở vùng đảo Trường Sa thì bị lốc xoáy đánh chìm. Tiếp đến khoảng 1 giờ ngày 17 tháng 10, tàu cá QNA90927TS trên tàu có 39 ngư dân đang đánh bắt hải sản tại khu vực cách đảo Song Tử Tây khoảng 135 hải lý về hướng Bắc Tây Bắc thì bị sóng đánh chìm. Trong ngày 17 tháng 10, 80 ngư dân hành nghề trên hai tàu cá bị chìm đã được các tàu cá hoạt động gần đó vớt lên bờ, hai người đã không qua khỏi, còn 13 người mất tích. Trong đó tàu cá QNA90129TS được vớt 42 thuyền viên, hai người đã không qua khỏi, 12 ngư dân mất tích. Tàu cá QNA90927TS có 38 thuyền viên được cứu vớt, một ngư dân mất tích. Tới quý vị 14 giờ chiều nay 20 tháng 10, tàu 467 vùng 4 Hải quân đã đưa 83 ngư dân và hai thi thể ngư dân tử vong về đến cảng chi đội kiểm ngư số 3 thuộc xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam an toàn. Trong số 83 ngư dân được tàu 467 đưa về thì có 78 ngư dân và hai thi thể thuộc hai tàu cá bị ngập nạn bị chìm ở Trường Sa là tàu QNA 90129 và tàu QNA 90927. 5 ngư dân còn lại của tàu khác xin về cùng. 78 ngư dân của hai tàu cá gặp nạn được đưa về an toàn chủ yếu quê ở xã Tam Giang và Tam Quang thuộc huyện Núi Thành. Sức khỏe của tất cả ngư dân đều cơ bản ổn định. Ghi nhận tại cầu cảng chi đội kiểm ngư số 3, chính quyền tỉnh Quảng Nam cùng với các cơ quan ban ngành và người thân đã có mặt đón các ngư dân trở về. Hầu hết ngư dân gặp nạn đều là trụ cột kinh tế trong gia đình và sự mất mát là tổn thất rất lớn. Huyện Núi Thành đã có phương án huy động thông qua cơ quan đoàn thể vận động các nguồn lực hỗ trợ các ngư dân hiện tại cán bộ chiến sĩ trên hai tàu 471 và 735 quân chủng hải quân, tàu cảnh sát biển 8002 cùng với nhiều tàu cá của ngư dân đang quyết tâm bằng mọi giá để phối hợp với các lực lượng trên thực địa tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm tàu cá và các ngư dân hiện vẫn còn đang mất tích.